Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Âm Thanh Khánh Hằng. Hôm nay thì tiếp tục series những mẫu tủ đài siêu phẩm về trong dịp cuối năm lần này, thì em sẽ giới thiệu đến với anh em một bộ tủ đài đến từ thương hiệu Technic. Chỉ cần nhìn qua thôi đã thấy được cái vẻ hầm hố và hoành tráng của nó rồi đúng không anh em? Bây giờ sẽ tiến lại gần để anh em tham khảo được kỹ hơn cái bộ tủ đài Technic hôm nay nhá. Model hôm nay về sẽ là SC1500G. Và bộ lần này về thì nó rất là đầy đủ đến nỗi là có cả nguyên sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật này, rồi có cả một cái phần đầu băng cassette theo bộ luôn, cũng là Technic, trông rất là đẹp và rất là bắt mắt. Và toàn bộ các cái chức năng của bộ tủ đài này này, gồm từ đĩa than này đến cái phần âm ly này đến cái phần băng cassette đều đã được test hoàn hảo anh em nhá. Anh em về thì hoàn toàn có thể sử dụng được luôn và không cần biết quá nhiều về cách sử dụng đâu, tí nữa em sẽ nói qua thôi, nó khá là dễ anh em ạ. Và bác nào mà đang có nhu cầu mua những cái bộ tủ đài như này thì nên liên hệ thật là sớm, bởi vì những cái mẫu tủ đài này thường chỉ về duy nhất một lần thôi và anh em sẽ không bắt gặp được bộ thứ hai giống như này đâu. Cho nên bác nào mà đang ưng ý cái mẫu tủ đài hôm nay thì liên hệ ngay số điện thoại của bà chủ Âm Thanh Khánh Hằng là 0912 57 2434. Địa chỉ để các bác xem hàng sẽ là 19 ngõ Trần Cao Vân, chợ Rời, phường Phố Huế, Hà Nội. Ok, bây giờ em sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ tủ đài hôm nay cho anh em nhé. Bắt đầu là từ cái phần sách hướng dẫn sử dụng của nó đi. Phải nói là một cái bộ tủ đài mà sản xuất cách đây 50-60 năm rồi mà vẫn giữ được cái giấy khai sinh như này thì rất là quý luôn anh em ơi. Em sẽ bỏ cái phần túi giấy ở ngoài ra nhá. Cái túi này là cũng là nguyên theo bộ về luôn anh em ạ. Nó vẫn còn ghi được cả số điện thoại này, chắc là đây là cái số điện thoại của cái bên cửa hàng bên Nhật nó đang bán cái bộ này chẳng hạn. Và đây là cái cuốn hướng dẫn sử dụng của chúng ta, hoàn toàn vẫn là tiếng Nhật. Và nó ghi tên model của bộ này ở ngoài luôn là SC1500G. Khi mở ra thì ta vẫn thấy nguyên cả cái hình của cái bộ tủ đài này này, với cả cái phần loa tay của nó SB111R đây. Cuốn sách này thì hầu như là nó vẫn toàn là tiếng Nhật thôi, không hiểu lắm, nhưng mà nó sẽ ghi được các cái cách đấu ghép và cách mà sử dụng bộ dàn này rất là cụ thể này. Nó có hình minh họa luôn, nhưng mà bộ này nó không có gì phức tạp đâu, tí nữa anh em sẽ được tìm hiểu qua thật là nhanh thôi. Anh sẽ để cuốn sách này sang một bên nhá. Đây, để đây đi. Đó, và bộ hôm nay về thì lại còn có 4 loa tay cơ. Bình thường các bộ tủ đài Technic lần trước thì thường chỉ có về 2 loa thùng ở dưới thôi, nhưng mà riêng bộ này thì nó được hỗ trợ thêm một đôi loa tay cũng zin theo dàn, cho nên chất âm của nó sẽ phần nào nhỉnh hơn so với những cái bộ mà chỉ có sử dụng 2 loa anh em nhá. Ok, vậy ta sẽ tiến đến phần đầu đĩa than đã này. Đầu đĩa than con này thì vẫn đang chạy ngon lành, như em đang test bằng cái đĩa Tình Khúc Trúc Phương đây. Máy móc còn rất là mới anh em nhìn nhá, vẫn còn rất là mới này, em cũng không cần lau chùi quá nhiều mà căn bản là hàng về nó rất là hàng tuyển, hàng đẹp rồi. Và tất cả hàng bên em những cái đợt gần đây đều là hàng đấu giá mạng Nhật, cho nên cái kể cả về hình thức này lẫn cái chất lượng của nó anh em phải yên tâm, đều phải trên 95%, cam kết với anh em và bảo hành riêng nguyên bản toàn bộ anh em nhá. Vẫn còn nguyên cái miếng đề can nó đang dán vào đây của cái bộ này. Có một cái núm nhỏ nhỏ để che cái phần kim đĩa than để khi mình vận chuyển cho đỡ bị xước. Và sử dụng cái đầu này cũng rất là đơn giản thôi, tốc độ với cả các cái cần chỉnh em đã chỉnh sẵn rồi, anh em cứ thế nhấc ra nhấc vào cái phần kim đĩa than này là có thể đọc được luôn. Và ngoài ra mình có thể gạt nút start để mình để nó tự động nhấc cái kim đĩa than này về vị trí cũ, hoặc là mình gạt thêm lần nữa thì nó lại quay trở lại vào đĩa để mình sử dụng rất là mượt mà. Ngoài ra anh em nào mà biết sử dụng thêm các cái phần đĩa than này thì cũng có thể về mày mò thêm về cách chỉnh tốc độ này các thứ thêm nhá. Đây là phần âm ly của nó, âm ly của nó thực sự rất là to luôn. Bình thường em chưa thấy cái bộ thủ đài nào mà có cái phần âm ly nó trông nó khủng như này. Thực tế trông rất là to luôn anh em ạ. Đây, em sẽ để xa cho anh em nhìn. Nó vừa dày vừa to, lại còn là toàn bộ là màu đen, trông rất là hầm hố anh em nhá. Điểm qua thì đây sẽ là phần chỉnh hệ thống loa, mình có thể chỉnh cho hệ thống loa trên này hoặc là phần loa dưới. Thường là để giữa thì cả bốn loa nó sẽ kêu. Chỉnh bass chép này, chỉnh volume này. Đây là phần chỉnh các chế độ tiếng, anh em có thể nghe chế độ hai loa này, chế độ matrix, ma trận bốn loa. Đấy là mình kích hoạt cả bốn loa lên ngay thì nó sẽ đầy đủ hơn. Chế độ low note này, low note thì anh em kích âm bass và lọc tạp âm đi khá là nhiều. Phần tape, cái cổng tape này, cổng tappe này thì anh em
khi anh em ấn vào thì mình có thể kết nối được thêm một thiết bị bên ngoài, chẳng hạn như là tivi, điện thoại hoặc là đầu đĩa ngoài thêm, mình cắm thêm vào đây. Và mình ấn vào cổng tappe này. Phono là khi mình sử dụng đĩa than. FM này, hai phần FM này, AM này, và mình dò đài phía trên anh em nhá. Con này có đèn LED màu xanh trông rất là bắt mắt. Có cả cái phần đèn tín hiệu, cái đèn VU tín hiệu ở đây. Và đây là cái phần hiển thị hệ thống loa đang phát là 4 loa. Bên này là chỉnh mic này, chỉnh riêng phần mic thôi. Anh em có thể chỉnh volume này hoặc là chỉnh cái hiệu ứng của mic ở phần loa trên hay loa dưới tùy mình. Và đây sẽ là lỗ cắm mic của guitar, kể anh em cắm cái guitar đây mình đệm thêm tiếng guitar vào cũng thoải mái anh em nhá. Chỉ những cái mẫu tủ đài, những cái âm ly đài nó cổ cổ thì mới có kiểu như này thôi. Phần này thì dành cho chỉnh cái băng cassette. Và thông báo với anh em rằng cái đầu từ của mắt cassette vẫn còn rất là ngon và đang chạy ngon lành này. Em nhìn nhá. Em rất thích là cái bộ này nó có cái băng cassette rời như vậy. Trông nó nhỏ gọn mà trông rất là hay ấy. Em chưa thấy bộ tủ đài nào mà về như này đâu. Đây, và khi nào anh em không dùng thì có thể đẩy cái băng cassette này vào trong hốc tủ của nó. Hốc tủ nó tương đối là sâu, anh em có thể để một cái đài này với cả để thêm một phần ít đĩa hoặc là cái phụ kiện âm thanh của mình ở phía trong. Bây giờ em sẽ ngắt clip một chút để em nhấc cái băng cassette này vào nhá, vì cái băng này khá là nặng. Đây, em đã vừa nhấc băng vào rồi, và em sẽ đóng cái nắp tủ lên cho anh em xem thử. Đây. Đây, khi đóng vào nó trông nó gọn gàng hơn. Trông vẫn rất là đẹp. Và điểm qua kích thước của bộ này thì em đã vừa đo bằng thước dây cụ thể, là cái phần chiều ngang của nó tổng thể sẽ là ngang 1m6 này. Chiều cao của nó từ cái phần chân này lên đến cái phần mặt của cái loa thùng ở dưới sẽ là 75cm. Và nếu anh em cộng thêm 50cm của loa trên nữa nhá, anh em lưu ý cái loa trên của nó, loa tay của nó là cao 50cm nữa, cho nên anh em lưu ý khi mà mình bày ở cái góc phòng của mình. Và chiều sâu của nó là tầm 45cm. Kích thước này thì nó cũng tương đương với các cái bộ, các cái kệ tivi của anh em thôi, cho nên anh em hoàn toàn có thể thay thế cho cái góc mà mình đang bày kệ tivi của mình, mình bày cái bộ tủ đài này vào. Đấy, cộng thêm cái 4 loa tay của nó này và các cái hình thức âm ly các thứ trông cực kỳ khủng luôn. Đây có thể nói là một trong những cái bộ tủ đài mà hầm hố nhất từng cập bến tại cửa hàng em đấy ạ. Đây là tổng thể của cả bộ dàn hôm nay, cực kỳ to và cực kỳ bắt mắt. Và theo em thì chất âm của và công suất của cái bộ tủ đài này thì sẽ phù hợp cho những phòng mà tầm từ 30 đến 35 và thậm chí 40 mét để thoải mái anh em ạ, vì căn bản nó sử dụng 4 loa cơ, cho nên âm trường của nó rất là rộng. Và anh em nếu mà chơi trong phòng to thì cái lời này với cả âm sắc của nó sẽ bay bổng hơn và tiếng của nó sẽ thoáng hơn rất là nhiều so với mình để trong không gian nhỏ. Đấy, bộ này cần phải có một diện tích bày phù hợp để cho nó thể hiện hết được cái chất âm cũng như là cái độ tinh tế của nó. Đây, xin nhắc lại tên của bộ này là Technic SC1500G. Đầy đủ catalog. Mà em thích nhất là cái băng cassette. Trời ơi, không hiểu tại sao là bộ này lại có băng cassette ở đây luôn. Mình đến cái bộ khác chưa bao giờ thấy cái đầu băng rời như này cả. Và em xin nhắc lại luôn là anh em nào mà muốn đặt mua bộ tủ đài này thì ngay sau clip này anh em xem xong thì liên hệ ngay cho số điện thoại của bà chủ Hằng 0912572434. Số này có cả Zalo để anh em tiện liên lạc cũng như là gửi hình ảnh nhá. Và địa chỉ để các bác xem hàng cụ thể là 19 ngõ Trần Cao Vân, khu vực chợ Rời, phường Phố Huế, Hà Nội. Website bên em là amthanhbãi.com và anh em nhớ là đăng ký theo dõi kênh YouTube cũng như là Facebook, Zalo của bên Âm Thanh Khánh Hằng để không bỏ lỡ bất kỳ sản phẩm nào mình yêu thích. Còn ok, hôm nay trong clip hôm nay thì em sẽ quay test thành hai phần, một phần là cho anh em nghe thử tiếng đĩa than này và mình sẽ nghe thử kết nối từ TV xuống bằng một bản nhạc khác để anh em nghe chất lượng như nào. Và bộ tủ đài này thì em sẽ test bằng đĩa than em mới đặt hàng được. Đây là những đĩa, toàn bộ là những cái đĩa này là bản 180g và là phôi made in Germany. Đĩa chỉ phát hành ở hải ngoại thôi anh em lưu ý nhá. Và anh em nào thích thì em có thể để lại đĩa này với giá là 1,5 triệu. Chương trình này thì rất nhiều bài hay luôn. Có cả Hoàng Thục Linh này, Thói Đời của Đan Nguyên này, rồi Bảo Yến, Như Quỳnh, Trường Vũ, Băng Tâm. Nhìn list bài hát thôi đã biết cái đĩa này chất như nào rồi. Thì hôm nay em sẽ test thử xem bài nào nhỉ. Đĩa này nó có hai mặt. Em đang sử dụng mặt A thì mình bật Nửa Đêm Ngoài Phố nhá, của Bảo Yến. Ca khúc này em lâu lâu cũng chưa được nghe.
Đây, anh em sẽ từ từ nhấc cái kim đĩa than này về cái có cái rãnh, trong này nó có khoảng 5 rãnh thì nó tương ứng với 5 bài ở trong cái đĩa. Em sẽ chuyển về bài thứ ba. Em bật to tiếng lên, anh em đeo tai nghe để cùng thưởng thức rõ âm bát chép của nó nhá. Vào hôn không tin, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương, chót trao nhau trọn lời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh qua hoài công thôi, phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thế, có hôm chợt nghe gió lạnh làm rét ngước qua sóng len vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin đêm thôi. Nửa đêm lạnh qua hoài không thôi, phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thế, có hôm chợt nghe gió lạnh đầu làm rét mướt qua sóng lên vào lòng khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tấm tình này gửi giúp
một đêm thôi. Ok, vậy là ta vừa được thưởng thức chất âm từ chiếc đĩa than hôm nay rồi nhá. Thực sự là sau khi nghe cái bộ tủ đài này xong thì em thấy cái âm bass của nó rất là lực luôn. Và em khuyên anh em là khi mà mình nghe bộ tủ đài này thì mình nên kích hoạt chế độ low note lên. Bởi vì cái đôi loa của này là sẽ là bass 30, và khi anh em kích hoạt low note lên thì nó sẽ tận dụng tối đa cái sức mạnh của âm bass của con này. Mình kích âm bass lên này và cái phần lời và phần chép nó sẽ có độ nảy và nó xuống sâu rất hơn rất là nhiều. Đấy, em khuyên anh em là kể khi mình bật volume vừa phải thì mình vẫn nên bật low note trên bộ này nhá. Bộ này khi mình bật low note lên thì gần như nó có tác dụng hoàn toàn luôn đấy, chứ nó không như các cái bộ tủ đài trước của em, khi mà bật low note lên thì hầu như nó không có tác dụng gì nhiều. Nhưng mà riêng cái bộ Technic này thì em nghĩ anh em khi mà nghe lên bật low note, con này tiếng bass nó xuống rất là sâu luôn khi mà anh em kích hoạt chế độ này lên. Đấy là cái tư vấn nho nhỏ của em xong rồi khi vừa thưởng thức cái chất âm của con này. Còn bây giờ thì ta sẽ nghe thử tiếng từ TV xuống với bản nhạc là Đêm Buồn Tỉnh Lẻ của Trường Vũ. Và khi anh em chuyển cổng thì anh em chỉ cần ấn chuyển cổng tappe vào đây thôi. Anh em ấn vào cái thì mình sẽ chuyển sang cái cổng đằng sau mình đang cắm. Đấy, em đang cắm TV. Và thường là TV bên em thì em sẽ cắm qua đầu giải mã anh em nhé. Bởi vì căn bản là các cái bộ tủ đài hoặc là các cái âm ly bình thường nó sẽ không có cáp quang vào. Mà TV của em lại phát tiếng qua cáp quang cơ. Cho nên em sẽ cắm cáp quang từ TV này xuống cái đầu giải mã Sony GE700 thần thánh mà em vẫn thường hay nhắc đến trong mỗi clip đấy. Cái đầu này nó giải mã không cần điện mồi và giải mã 24 bit rất là tiện luôn. Thích hợp cho anh em nào mà ở nhà mà hay nghe trước chương trình từ YouTube này, hoặc là có các phần mềm nghe nhạc chất lượng cao ở trên mạng, cực kỳ tiện. Đó, và bây giờ anh em lại cùng đeo tai nghe tiếp này để mình nghe rõ chất âm bass chép của nó như nào khi mà thể hiện một cái bản nhạc từ nhạc số như này nhá. Ok, anh em sẽ to tiếng lên một tí nhở. Rồi, đôi nơi tớ duyên xưa còn
Ok, vậy là ta đã vừa nghe xong chất âm từ một thiết bị mạng. Khi mình phát qua bộ tủ đài này, nhiều anh em nghĩ rằng là tủ đài thì thường chỉ chơi đĩa than thôi, là nghe cái nhạc cổ thôi đúng không? Nhưng mà hoàn toàn không nhá, đấy là một quan niệm rất là sai lầm. Anh em phải hiểu rằng là một bộ tủ đài thì nó sẽ gồm một âm ly đài này và kết hợp với đôi loa cổ, giống như khi anh em chơi loa Pioneer 77A hoặc là 88A ấy, đấy nó kiểu như vậy. Thì bộ tủ đài này anh em hoàn toàn có thể kết nối thêm các thiết bị ngoài và mình chơi được nhiều thể loại, như kể cả nhạc vàng, trữ tình hoặc là nhạc hòa tấu, anh em chơi vào đấy rất là hay. Và đặc biệt là khi em mà vừa nghe cái bộ tủ đài này hôm nay mà qua cái bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ vừa nãy, thì cái bài hát này nó rõ ràng là âm bass chép nó nổi hơn rất là nhiều so với cái bài mình nghe vừa đĩa than vừa nãy đúng không? Và ngay từ đoạn đầu là em nghe thấy có những cái tiếng tí tách và những cái tiếng mà của nhạc cụ ở cái phần nhạc dạo đầu á, nó rất là tách bạch, nó thể hiện rõ ở hai cái loa lời này luôn ấy. Và chứng tỏ rằng cái bộ Technic hôm nay đã tận dụng rất là tốt cái lợi thế bốn loa của nó để cho ra cái chất âm mà khi anh em chơi những cái bản nhạc mà có nhạc cụ thì các cái âm sắc của nó tách bạch hơn rất là nhiều, bởi vì nó có hai cái loa lời để hỗ trợ. Đó, đấy là lợi thế của những cái bộ tủ đài và sử dụng bốn loa anh em nhé. Ok, và bây giờ em sẽ quay đằng sau để anh em nhìn hiểu qua về cách đấu nối của cái bộ tủ đài này. Đây đây là toàn bộ phía sau của cái phần tủ đài ngày hôm nay chúng ta. Nó có một cái phần sơ đồ để anh em biết được chỗ các cái cách đấu của nó. Và ngoài ra ở trên cái phần dưới nó cũng ghi tiếng Anh rất là cụ thể. Anh em hoàn toàn có thể kết nối thêm một thiết bị ngoài, như là ở đây em đang cắm thêm là cái tivi của em này, phát qua đầu giải mã này. Còn đây là phần đấu loa. Loa thì nó sẽ có cái cọc tương ứng với từng loa, cho nên anh em không sợ cắm nhầm đâu. Mỗi loa nó chỉ ra đúng bốn cọc như này thôi, cho nên mình không thể lo cái chuyện mà cắm sai là cắm hỏng gì cả. Và bộ này vẫn là sử dụng điện 100V, anh em lưu ý nhá, vì nó là hàng nội địa Nhật. Đây là cái phần một có cái miếng dán ở đây có chữ pass. Em thấy là khi ở thị trường Nhật thì những cái sản phẩm nào mà khi được qua kiểm duyệt và đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong thị trường Nhật thì hay nó có cái miếng ghi chữ pass này, chứng tỏ là đã qua kiểm duyệt đấy và đã đủ tiêu chuẩn. Đằng sau rất là đẹp, rất là mới anh em nhá. Không thể ngờ một bộ tủ đài mà sản xuất cách đây mấy chục năm rồi mà vẫn còn nguyên zin và vẫn còn hoàn hảo như vậy. Vậy là tổng kết lại, hôm nay em đã test được cho anh em một mẫu tủ đài mới cập bến Technic SC1500G, và bộ này thì đặc biệt hơn rất là nhiều so với các bộ tủ đài lần trước, là ở cái phần hình thức của nó vừa hầm hố này, vừa bắt mắt này, chưa kể là cái độ mới và độ đẹp của nó phải trên 95%, và nó còn về đầy đủ cả anh em catalog này và giấy khai sinh của bộ dàn hoàn toàn bằng tiếng Nhật, sách vở còn rất là mới, và nó có cả một phần âm ly cực kỳ khổng này, là bốn loa tay đầy đủ zin theo bộ này, và đặc biệt là cái phần băng cassette mà em rất là thích đây, băng cassette cũng của Technic luôn. Đó, cho nên là mức giá của bộ này đương nhiên nó sẽ nhỉnh hơn so với các bộ lần trước mà em đã từng về của Technic, thì anh em nào mà ưa thích cái mẫu này thì nên sau clip này nên liên hệ ngay cho bên em, số điện thoại là 0912 572434, địa chỉ để các bác xem hàng là 19 ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rời, phường Phố Huế, Hà Nội nhá. Ngoài những cái mẫu tủ đài này thì bên em vẫn cung cấp cả những cái mẫu loa âm ly này, đầu CD, đầu MD, đầu giải mã và EQ để phục vụ anh em chơi dàn ghép nữa. Nhưng mà theo em là sau một đợt thời gian gần đây mà khi bán sang các mẫu tủ đài này thì anh em rất là ưa chuộng. Bởi vì sao? Bởi vì hình thức của nó trông nó hoài cổ này, mà khi anh em bày vào phòng khách trông rất là sang trọng và rất là tinh tế đúng không? Mình không phải phối ghép gì nhiều, mà khi đây là một bộ combo của Nhật, họ đã ghép sẵn cho mình rồi, nó zin theo bộ rồi. Và những cái bộ tủ đài này nó sẽ rất phù hợp cho những căn phòng mà từ 30 đến 40 mét. Anh em nào mà hay nghe nhạc vàng này, nhạc trữ tình này, bolero thì đó là sở trường của những bộ tủ đài này luôn. Đó, cho nên là đợt gần đây em sẽ tăng cái cường độ quay các cái clip mà liên quan đến tủ đài hơn, bởi vì dòng này khách đang hỏi rất là nhiều, và thực sự là cái thú chơi tủ đài và cái thú chơi đĩa than đã thực sự là đã dần quay trở lại rồi. Anh em nào mà đã từng nghe qua chất âm của đĩa than ấy thì đảm bảo là sẽ biết tại sao mà nhiều anh em vẫn nghiện cái món này đến vậy. Anh em nghĩ là cái đĩa than nó rất là cổ đúng không? Nhưng mà thực ra nhá, cái đĩa này nó còn rất là đắt luôn ấy. Đĩa để sưu tầm những cái đĩa than như này này, chất lượng, chương trình chất lượng cao nó vô cùng là đắt, đều phải tầm hơn triệu những cái đĩa này luôn. Mà kể cả khi anh em nghe đĩa than thì vì nó là cái công cụ ghi đĩa analog thuần túy nhất và cổ xưa nhất mà, cho nên âm thanh của nó bao giờ cũng là mộc mạc này, và nó vẫn giữ cái độ chân thực, trung thực nhất có thể của kể cả anh em khi mà nghe lời ca sĩ này, hay là mình nghe các cái nhạc cụ trong đấy, nghe nó rất là mộc mạc, rất là chi tiết. Và nhất là thể hiện qua những cái bộ âm ly đài và đấy được ghép với đúng loa cổ nữa thì đúng là cái bộ nghe nhạc vàng chuẩn luôn anh em ơi. Đó, thì hôm nay anh em đã quay xong rồi, thì anh em nhớ nếu mà thấy hay thì nhớ ấn thích này, thích video này,
chia sẻ cho bạn bè, cũng như là ấn đăng ký theo dõi kênh YouTube, Facebook của cửa hàng bên em nhé, Âm Thanh Khánh Hằng, website âmthanhbãi.com, bởi vì trong thời gian sắp tới em sẽ còn quay rất là nhiều những cái mẫu tủ đài như này nữa và rất nhiều mặt hàng nữa. Anh em nhớ không bỏ sót bất kỳ video nào bên em ra nhé. Ok, còn bây giờ thì đã muộn rồi. Em chỉ chờ vào lúc buổi tối tối, cứ tầm 11 rưỡi 12 giờ mới dám quay. Căn bản là giờ này thì nó yên tĩnh hơn. Đó. Với cả may là hôm nay mấy chú chim của ông Khánh rồi. Sao hôm bây giờ lại còn 4 lồng chim rồi, hôm trước quay mỗi 2 lồng. Đấy, bật mí với anh em là ngoài thú chơi âm thanh ra, ngoài việc mầy mò phục vụ đam mê những cái món âm thanh để cho anh em sưu tầm, thì ông chủ Khánh còn chơi cả chim nữa. Ôi dồi, đây cho anh em xem thử một góc của phòng khách. Phòng khách mà ông chủ bày 4 cái lồng chim to này luôn, chim chào mào các thứ. Ôi dồi, đấy là em còn chưa bật mí cho anh em là ở trên tầng thượng của nhà em lại còn có một trang trại nuôi chim yến đẻ nữa cơ. Hôm nào rảnh em sẽ lên quay clip vlog cho anh em, quay là ông Khánh vlog cho anh em luôn nhá. Ok thôi, nói đuôi thôi, bây giờ cũng muộn rồi, em phải cất cái bộ tủ đài này lại và chuẩn bị đi ngủ đây. Thì chúc anh em một buổi tối ngon giấc. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.